Nguyên Hồng như vậy đi. Ngươi quỳ xuống cầu xin, bản cốc chủ sẽ cho ngươi chết dễ dàng hơn một chút. Làm sao? Cầu xin ngươi? Ha ha, ngươi xứng đáng sao? Uy Sen, ta dù có chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chờ đấy. Trường ca, cả đời này cha không bảo vệ được con. Nếu có kiếp sau, cha dù phải bỏ mạng, cũng sẽ bảo vệ con. Cố Nguyên Hồng, ngươi sẽ chết rất thảm. Ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Lão cầu, nếu cha ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, xương tan phần nát. Đây là Trường ca. Trường ca, thật sự là con sao? Dám thương tổn cha ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Cô cho anh. Cố Trường ca, ngươi chính là tên ma tu kia. Làm sao có thể? Đan điền của ngươi bị phá hủy, thân thể bị đoạt, làm sao có thể bước vào ma đạo? Trường ca, chính là vị ma tu kia. Đại năng, thật sự là vậy. Tất cả những điều này thật sự là vậy. Không trách lúc trước vị ma tu kia muốn cứu Tiểu Lan, thì ra hắn chính là Trường ca anh. Đại hoàng thánh thể, thì ra mấy ngày trước kiếm cốc truyền đến dị tượng thánh thể là do ngươi gây ra. Ngươi giết Liễu Bình, đoạt lại thân thể, mà còn tiến hóa thành thánh thể. Làm sao có thể như vậy? Ta muốn giết sạch các ngươi. Cái gì? Làm sao có thể? Đinh Tu, giết tất cả mọi người ở Tiêu Giao Cốc. Thưởng 13 phẩy không giết chóc điểm. Tượng thần trận, cấm địa tu luyện đến lực lượng của tượng thần. Đây là sức mạnh khủng khiếp như thế nào? Trường ca, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phản đồ, đến phiên ngươi rồi. Tha cho ta, Trường ca. Ta sai rồi, Tam Thúc biết sai rồi. Tam Thúc, một số lỗi đời này chỉ phạm một lần. Kiếp sau cẩn thận chút. Đừng, cứu ta. Đại ca, ta không muốn chết. Nhớ đến huyết mạch của chúng ta giống nhau. Xin cầu xin ngươi cứu ta. Ngươi còn có mặt mũi cầu xin ta? Mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Cố gia hàng vạn người, tất cả đều chết vì ngươi. Xương cốt của họ còn chưa nguội, ngươi và họ chảy cùng một dòng máu. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi hại chết tất cả họ. Phản đồ, ngươi đáng chết vạn lần. Đừng. Đình kích, giết phản đồ. Cố Nguyên Minh nhận được 8 phẩy không giết chóc điểm. Càn Khôn Mạc Diệp, hai thanh ma kiếm tiến hóa thành đế khí. Chủ nhân Cố Trường ca thể chất, hỗn độn kiếm thể, đại hoàng thánh thể, nguyên thủy chân ma huyết mạch, ma đạo tu vi, ma hoàng cảnh tiểu thành đột phá đến ma hoàng cảnh đại thành cần 20.000 giết chóc điểm. Giết chóc điểm 23.13. Đây là đế khí. Đế khí vô cùng hiếm quý. Toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có 3 thanh, tất cả đều ở trong 3 thế lực siêu cấp. Trường ca, lại sở hữu 2 thanh đế khí. Hệ thống, nâng cao tu vi đến ma hoàng cảnh đại thành. Trước vì thế ma khí này, ta lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát. Sức mạnh hiện tại của Trường ca rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Với thực lực hiện tại của ta, ngay cả nửa bước sinh tử cũng có thể một trận chiến. Đã đến lúc nên khiến 3 thế lực và Thánh Minh học viện phải diệt vong. Mộc ca, cha, người có để ý thân phận ma tu của con không? Con ngốc, cha làm sao có thể để ý chứ? Ở đây, người mạnh hơn là tôn, cho dù là những người chính đạo, hay là ma tu, hoặc là kiếm tu, nho tu, họ chỉ lựa chọn con đường khác nhau mà thôi. Chỉ cần giữ vững tâm địa, ma tu thì sao? So với những kẻ đạo đức giả một bộ mặt hai lòng, không biết tốt hơn bao nhiêu. Cảm ơn cha. Trường ca, 3 thế lực không tiếc bố trí thế cục này, mục đích là để kiềm chế cha. Cha lo lắng Cố gia sẽ bị 3 thế lực bao vây tấn công, dù sao mục tiêu của họ lần này là Tiểu Lan. Cha, chúng ta về ngay thôi. Ha ha, từ bỏ kháng cự vô ích đi. Gia chủ của các ngươi không ngoài dự đoán đã chết, mà các ngươi rất nhanh sẽ được đoàn tụ với hắn. Các ngươi giết đại ca, ta liều mạng với các ngươi. Cố An Lan, hạ thanh kiếm xuống, ngoan ngoãn làm đồ vật của bản thánh tử, như vậy ngươi sẽ chết dễ chịu hơn. Đặng Thần, Thánh Linh Học viện thiên tài số 1, truyền thuyết sinh ra với trí tôn cốt, mới 19 tuổi đã tu luyện đến luân hồi cảnh tiểu thành.
thân phận địa vị, thậm chí có thể ngang hàng với phó viện trưởng Thánh Linh Học Viện. Ngươi muốn chết? Tam tiểu thư, bản thánh tử muốn người phụ nữ nào? Chưa bao giờ có chuyện không được. Cố An Lan, hãy tận hưởng niềm vui này đi. Bảo vệ Tam tiểu thư. Cái thứ nhỏ nho như cá mẹ là không biết lượng sức mình anh. Không đi, các người đều đi. Khốn kiếp, bọn người, lũ tạp chủng, lão phu dù chết cũng sẽ không tha cho các người. Thánh tử, mong sớm lấy được thái âm chi khí của Cố An Lan. Nhận được thái âm chi khí, chúng ta có thể ra tay, giết chết tất cả mọi người, bao gồm cả Cố An Lan. Cố An Lan có thể làm vợ của bản thánh tử, là phúc phần mà người tu luyện ba đời mới có được. Người vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi.